trước khi vào chủ đề chính đó các bạn, mình mong các bạn hãy dành ra một ít thời gian để qua bên kênh Túp chia sẻ này để đăng ký ủng hộ giùm mình nha. Đây là cái kênh nhỏ của mình và mình vừa mới tạo, cũng chia sẻ những cái mẹo hay đời sống hàng ngày nha các bạn nha. Mình xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách tận dụng lại cái chai sữa tắm này khi mình đã xài hết rồi ha. Thì mình bỏ bán chai chai thì cũng không được bao nhiêu tiền, thì mình sử dụng nó lại để cho mục đích khác thì cũng rất là hay nha các bạn nha. Thì các bạn có thể áp dụng được thì các bạn cứ áp dụng trong trường hợp nha. Rồi thì sau khi mình xài hết rồi, các bạn cứ vệ sinh bên trong đây cho nó sạch xà bông sữa tắm các bạn ha. Chúng ta sẽ đổ nước vào và cho nó ra hết các sữa tắm còn lại bên trong, dính bên trong của cái chai nè. Rồi sau khi như vậy á, thì các bạn sẽ mua bịch nước rửa chén Sunlight nè các bạn ha. Thì ở đây là nước rửa chén bịch thì nó có tiết kiệm được 19% các bạn ha. Thì thay vì chúng ta sẽ đổ vào một cái bình rửa chén bình thường mà chúng ta hay xài hay bóp ra các bạn, thì bây giờ mình sẽ không đổ vào bên trong cái bình mình bóp ra nữa, mình mà đổ nguyên bịch nước rửa chén này vào trong đây để sử dụng ha. Rất là hay luôn. Mình nghĩ cách này nó sẽ tiện hơn cho các chị em nha. Rồi như vậy là chúng ta đã có được cái bình rửa chén rất là hay. Cách này chúng ta sẽ không cần phải cầm nguyên chai lên để mà nặng nữa ha. Các bạn chỉ cần nặng một ít vào bên trong một cái đồ rửa chén của mấy bạn á ha. Các bạn chỉ cần đè như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ nhấn vài cái để cho nước xà bông nó lên trên đây ha. Khi chúng ta mới đổ vô thì nó chưa lên tới đâu ha. Đó, các bạn có thể nhấn được 2-3 lần để mà đủ cái nước rửa chén cho mấy bạn ha. Đó, như vậy các bạn thấy nó sẽ rất là tiện hơn khi các bạn sử dụng cái chai thông thường mà chúng ta mua cái chai Sunlight mà chúng ta sẽ hay bóp các bạn ha. Đó, thì chúng ta sẽ tận dụng lại cái chai nước sữa tắm hoặc là chai xà bông gội đầu các bạn, thì chúng ta sẽ tận dụng lại theo cách này sẽ rất là hay nha các bạn nha. Rồi nếu các bạn có cách nào mà hay hơn cách này của mình á thì các bạn hãy bình luận ở bên dưới để mọi người cùng biết, cùng chia sẻ với nhau. Và video của mình chia sẻ đến đây là hết rồi. Nếu các bạn cảm thấy video mình hay và hữu ích thì các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký để ủng hộ kênh của mình thêm phát triển các bạn nhé. Và các bạn cũng đừng quên ấn nút chuông để không bỏ lỡ những video mình ra hàng ngày nha các bạn nha.